Thế như bây giờ cô có hát được một câu không? Hát thì và... hát được. Vậy cô hát một câu cho nên cho nên. Non mi ron ro xa mày ra cốc non mi đi ron ro gặp thầy la lính tình tăng là em mẹ ơi tình bằng là nỗi này trả cho trả cho thôn thèn là răng đen còn có khi phai, má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa. Con chim kia có thể hót cho đến khi đâm ngực vào gai nhọn mà chết. Con người ta cũng vậy. Con chim kia chết đi mang theo cả tiếng hót. Còn các liền chị 100 ngày nào đó sẽ đi xa mãi mãi. Nhưng niềm đam mê và những câu hát quan họ thì vẫn còn bay lượn đâu đây. Tiếng thiết tha năn nỉ ngày nay cùng với các liền anh liền chị.